Hello, xin chào các bạn. Clip này mình tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn cách dưỡng cá sau khi cá được mua từ các cửa hàng về. Thì hiện tại chú cá này mình vừa mới mua về khoảng được 3 ngày các bạn. Bé này là bé huyết size 23, 22, 23 thôi. Đây nè các bạn. Đó, mình đang trong quá trình dưỡng cá nha các bạn. Tại bé này mình mới mua về khoảng 2 3 ngày thôi. Mình đang trong quá trình dưỡng cá. Sẵn mình muốn chia sẻ thêm các bạn về clip về cách dưỡng cá khi cá chúng ta vừa mới mua ở tiệm cửa hàng về. Thì như các bạn đã biết á, thì khi mà con cá mà nó đang được nuôi ở cái cửa hàng hoặc cái trang trại á, thì tất cả cái vật liệu lọc hoặc là cái môi trường nước hoặc là những cái cách trang trí hoặc là kích thước hồ nó khác hẳn so với là cái hồ của chúng ta khi chúng ta mua về, thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái con cá nó bị lạ hồ, lạ nước và nó dễ bị nó dẫn đến nó bị stress. Còn thêm một cái nữa là khi chúng ta đi mua con cá về các bạn, thường đa phần các cửa hàng á, người ta khi trong quá trình vận chuyển từ cửa hàng về nhà chúng ta, họ thường đánh cái thuốc mê cho con cá nó được an toàn hơn, nó giảm bớt stress. Nhưng như thế không có nghĩa là con cá chúng ta nó không có stress các bạn à. Nó vẫn stress nha các bạn. Đó, cộng với cái việc mà sau khi chúng ta thả cá không được cho cá ăn trong vòng 3 đến 4 ngày đầu, thì khi cá mà nó không được ăn các bạn, cái sức đề kháng của cá nó ít đi, yếu dần đi, thì đó cũng chính là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến con cá vừa bị stress do quá trình vận chuyển và chúng ta không cho ăn trong 3-4 ngày, và hồ, kích thước hồ, vật liệu lọc, trang trí trong một trong bể hoàn toàn khác nữa. Rồi những lý do đó nó con cá nó dễ bị stress lắm các bạn. Mà khi cá stress đó các bạn, sức đề kháng nó sẽ yếu và nó sẽ dễ rất là dễ bị bệnh. Và trong cái thời điểm này con cá ta đang rất là yếu, chúng ta cần phải có một cái gọi là cái phương pháp nào đó để mà chúng ta dưỡng cá cho chú cá chúng ta nó giảm chết hiệu quả nhất có thể. Rồi, bằng cách là chúng ta các bạn nào có điều kiện á, chúng ta có thể sử dụng cái nước, chúng ta ra những tiệm cửa hàng bán cá cảnh các bạn, chúng ta mua chai nước Black Water hoặc là chai Set Coat. Thì còn các bạn nào không có điều kiện mà để mua những cái nước mà mình vừa nói Black Water hay Jet Coat đó, chúng ta cũng có thể bổ sung thêm cái lá bàng các bạn. Các bạn sử dụng cái lá bàng nó cũng rất là hiệu quả các bạn. Thật chất ra cái chai nước Black Water nó cũng chiết xuất từ những thành phần chính trong cái lá bàng thôi các bạn. Mà những lá bàng á, chúng ta nhặt được những lá bàng, chúng mình nói về cái quá trình mà lá bàng luôn các bạn. Cái lá bàng á, chúng ta tuyệt đối không được bẻ hoặc hái những cái lá bàng ở trên cây nó còn xanh, mà chúng ta nên lượm những lá bàng mà nó rơi nó rụng xuống đất các bạn. Lá bàng mà càng khô càng tốt nha các bạn. Đó, chúng ta lượm những lá bàng nó về, chúng ta có thể rửa sạch sẽ cái hai mặt, mặt trong cũng như mặt ngoài. Sau đó chúng ta lấy cái kéo các bạn, chúng ta cắt bớt cái cuống của cái tim lá của cái tim lá luôn. Tại vì trong cái cuống này mặc dù lá đã khô rồi nhưng nó vẫn còn một cái lượng nào đó gọi là cái mũ của cây bàng các bạn, thì cái mũ của bàng nó cũng thật sự không được tốt, cho nên chúng ta sử dụng cái kéo ra cắt bỏ cái đó đi. Đó, để cắt bỏ cái cuống nó ra rồi chúng ta cho bỏ vào cái hộp lọc. Nếu các bạn dùng dùng cái hồ mà chạm trên á, thì mình bỏ trên cái ngăn cuối các bạn, cái ngăn này mình đang sử dụng các bạn đây để mình chia sẻ các bạn luôn nè. Đó, cái lá bàng mình bỏ cái ngăn cuối, cái ngăn mở nước xuống các bạn. Đó, mình lấy cái lá bàng á, khi mình nhặt về mình rửa sạch sẽ, ở trên giữa các bạn nó có cái cuống đúng không, cái cuống có cái cuống mình lấy cái kéo mình cắt cái cuống đi, cái cuống nó có cái mũ các bạn ạ. À, mình cắt cái cuống này mình bỏ trong cái hộp lọc chúng ta, mình bỏ ở cái ngăn cuối, cái ngăn mà nước chảy xuống á. Đó, còn ví dụ các bạn mà sử dụng cái hồ, hoặc có thể các bạn cũng thể bỏ trực tiếp vào trong hồ luôn cũng được các bạn nha, bỏ trực tiếp vào trong hồ luôn cũng được. Tuy nhiên về độ thẩm mỹ và sự nó không có được mà mát mắt, chúng ta nhìn cá thì sẽ không có được do cái lá bàng đó nó che bớt đi cái một cái thẩm mỹ nó không được đẹp. Còn các bạn mà nuôi ở hồ công nghệ mới các bạn, hộp lọc chúng ta nằm ở dưới á, thì chúng ta cũng nên hạn chế, chúng ta nên bỏ vào cái hộp lọc mà chúng ta bỏ vào cái ngăn bơm các bạn, bơm nước từ từ ngăn từ hộp lọc bơm lên hồ, chúng ta hạn chế bỏ trong cái hộp. Nếu chúng ta dùng cái hồ mà lọc tràn trên thì chúng ta có thể để trong cái hồ được, nhưng chúng ta dùng cái hồ công nghệ mới chúng ta hạn chế bỏ trong cái hồ, tại vì trong đó, chúng ta bỏ trong cái hồ lá bàng nó sẽ chìm các bạn nha. Khi nó chìm thì trong cái hồ công nghệ mới nó có thổi luồng các bạn, nó sẽ đẩy cái lá bàng vào cái hút hút đáy,
có thể nó dẫn đến cái nghẹt nghẹt cái đường nước của chúng ta luôn các bạn. Cho nên các mình khuyên các bạn chúng ta nên hạn chế, nếu các bạn sử dụng cái hồ lọc dạng trên như mình thì có thể để trên hộp lọc ngăn cuối hoặc trực tiếp vào trong hồ. Còn ví dụ các bạn sử dụng cái hồ công nghệ mới, các bạn nên bỏ vào cái ngăn bơm đó để hạn chế đỡ trên cái hộp lọc, hạn chế để trên cái hồ chứ. Xin lỗi các bạn, mình hạn chế bỏ trong cái hồ công nghệ mới, tại vì trong cái hồ công nghệ mới nó có tạo thổi luồng các bạn, thì sẽ đẩy cái lá đó theo cái hút đấy á, thì nó sẽ ngạt đường nước chúng ta, cho nên chúng ta không có hạn chế bỏ vào cái hồ công nghệ mới. Và lá bàn trong mình một cái lưu ý mình xin chia sẻ các bạn này, thì cái lá bàn trong quá trình chúng ta ngâm nước đỡ mình thẻ xuống á, nước các bạn, cái nước á, nó trong lá bàn nó sẽ tiết ra một cái chất mà các bạn nhìn cái nước của bạn của mình ha, hơi vàng vàng đúng không các bạn, đó cái nước nó hơi vàng vàng, thật sự ra là nó rất là tốt cho cái quá trình mà chúng ta đang dưỡng một con cá mà khi chúng ta vừa mới bắt nó mua cửa hàng về đó, nó rất là tốt luôn nha các bạn. Đó, mình đang cái nước lá bàn mình đang sử dụng các bạn. Đó, các bạn thấy nước, thấy lá bàn của mình rồi các bạn. Đây nè, mình đang dưỡng con cá của mình dưỡng được 3 ngày rồi các bạn. Trong như clip trước mình chia sẻ, cá chúng ta sau khi được mua về chúng ta không được thay nước trong vòng một tuần đầu, thì cộng với cái việc chúng ta ngâm lá bàn, chúng ta ngâm cái lá bàn nè trong vòng một tuần luôn các bạn, chúng ta ngâm lá bàn một tuần, sau một tuần chúng ta thay 20% nước trong hồ ra, và đồng thời chúng ta lấy cái lá bàn chúng ta bỏ luôn. Lá bàn mặc dù nó rất là tốt nhưng chúng ta không có gì mà chúng ta cũng không có lạm dụng nó quá, thì sức đề kháng của con cá nó sẽ yếu đi, nên là tại nó lạm dụng cái lá bàn. Khi có lá bàn thì nó khỏe mạnh, ăn uống sung bình thường, mà khi không có lá bàn thì nó sẽ tác dụng phụ của các bạn ạ. Cho nên chúng ta tránh hiện tượng mà lạm dụng cái lá bàn nhiều quá, đặc biệt là trong cái khi mà cá đang ốm hay bệnh thì chết á, chúng ta sử dụng lá bàn rất là hiệu quả. Còn khi cá chúng ta khỏe mạnh lành lặn thì chúng ta cũng hạn chế sử dụng cái lá bàn đó. Mình clip này mình muốn chia sẻ thêm các bạn về cái phương pháp mà chúng ta dưỡng cá khi cá vừa mới mua từ ở cửa hàng về đó. Này, chú cá của mình là size khoảng 22 các bạn, còn bé bên này là size chỉ có 15-16 thôi, mình nuôi được 2 tuần rồi. Còn bé bên này là size 22-23, mình vừa mới mua hôm bữa chủ nhật các bạn, hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 các bạn. Hôm bữa mình mua là ngày chủ nhật, bữa là ngày 13, tức là được 3 ngày rồi các bạn. Mình dưỡng cá được 3 ngày rồi, mình từ ngày mình thả cá về mình luôn luôn sử dụng lá bàn để cho nó dưỡng cá. Đó, mình nước lá bàn nó chiết ra cái chất nó, trong lá bàn nó hơi vàng vàng chút xíu. Nhưng mà nó rất là tốt cho quá trình chúng ta dưỡng cái con cá. Còn bé này là bé mình để nuôi được 2 tuần rồi các bạn. Bé size mini thôi, chỉ có 15-16 cm. Còn bé bên này là mình vừa mua về được 3 ngày, bé được 22 cm các bạn. Đó. Đó, qua clip này mình cũng chia sẻ đến anh chị em chúng ta một cái phương pháp gọi là dưỡng cá khi cá thì chúng ta vừa mới mua ở tiệm cửa hàng về. Các bạn nào có điều kiện chúng ta có thể mua chai Shedcoat cũng được, hoặc chai Blackwater cũng được. Ngồi một số anh chị em chúng ta cần phải kết hợp thêm cái không có điều kiện các bạn, chúng ta không điều kiện để mua những cái chai nước đó nó tốn kém á. Chúng ta tận dụng cái việc lá bàn, thì lá bàn ở nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều, ở những cái trường học, ở những bệnh viện rất là nhiều, chúng ta nhuộm lượm những cái lá bàn khô càng tốt nha các bạn. Chúng ta về rửa sạch rồi chúng ta cắt cái cuốn ra. Đây các bạn, mình có dự trữ thêm chút xíu nữa các bạn. Đây nè, để mình chỉ đó. Các bạn thấy không? Hồi bữa mình lượm lá bàn khô về các bạn. Lượm những lá bàn mà thiệt khô về mình rửa sạch sẽ. Sau mình cắt cái cuốn ở giữa đi, cuốn của mình giữa cái lá các bạn. Nè. Tại giữa cái lá nó có cái cuốn cái cọng á, chúng ta cắt cái cọng nó đi. Tại cái cọng nó thật sự là nó cũng tiết ra một cái chất mủ. Mặc dù lá đã khô rồi nhưng nó vẫn còn, để tốt cho cái con cá chúng ta chịu khó chúng ta cắt nó ra rồi về bỏ vào trực tiếp với hồ cá luôn đó. Nếu như hồ của mình nè các bạn là lọc dạng trên thì chúng ta có thể bỏ vào cái ngăn cuối của cái hộp lọc chảy xuống hồ. Còn các bạn dùng hồ công nghệ mới thì mình khuyên các bạn nên bỏ vào cái ngăn bơm các bạn, nước nó sẽ bơm lên hồ đó. Mà mình khuyến cáo các bạn là trong quá trình chúng ta ngâm đá bàn thì nước hồ chúng ta sẽ bị hơi ô vàng vàng chút xíu, các bạn thấy không? Đó, cá của mình hồ cá mình nước cũng hơi vàng vàng này là do cái nó chiết xuất từ trong cái lá bàn ra. Mình thấy vậy thôi nhưng thật sự rất là tốt nha các bạn. Đó, sau một tuần á
sau một tuần chúng ta thay nước đó, sau một tuần chúng ta thay nước ra, rồi đồng thời chúng ta lấy lá bàn ra luôn, chúng ta không sử dụng lá bàn nữa các bạn nha. Rồi mình xin chào các bạn, mình kết thúc clip này, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và chăm sóc những chú cá với cá của bạn thật là tốt. Xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn xem clip có những cái vấn đề gì còn thắc mắc, còn trao đổi, các bạn cứ bình luận phần bên dưới với mình sẽ trả lời thêm cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.